Với hành trình một ngày, điểm đến đầu tiên của đoàn là khu di tích lịch sử K9 Đá Trông. Tại đây, đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Hồ Chủ tịch, đoàn đã nguyện quyết tâm ra sức thi đua dạy và học, làm theo tấm gương đạo đức của Người. Sau lễ dâng hương, đoàn đã đi tham quan các hạng mục trong khu di tích gồm nơi Bác Hồ từng ở và làm việc, với căn nhà 2 tầng, được gọi thân mật bằng cái tên nhà sàn. Được bước đi trên con đường trải sỏi, ngắm ao cá nơi Bác từng ngồi thư giãn, thăm khu vực bảo quản thi hài của Bác từ những năm 1969 đến năm 1975, và những chiếc xe ô tô đã vượt mọi địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi chở thi hài của Bác. Ngày hôm nay, đơn vị trường Trung học cơ sở Chợ Chu đến khu di tích lịch sử K9 Đá Trông với rất là nhiều cảm xúc. Nơi đã từng lưu giữ thi hài của Bác Hồ. Đến đây chúng tôi cảm nhận được thêm một cái quá khứ, một cái lịch sử chiều dài của dân tộc Việt Nam. Và đặc biệt, đây cũng chính là một địa chỉ đỏ cho sự giáo dục truyền thống với thế hệ trẻ Việt Nam. Rời K9, đoàn tiếp tục hành trình đến với làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam tại Sơn Tây, Hà Nội. Tại đây, các em được tìm hiểu bản sắc văn hóa của 54 dân tộc anh em, được khám phá các công trình kiến trúc của các dân tộc thiểu số Việt Nam như chùa Khmer, biểu tượng của nền văn hóa tôn giáo tín ngưỡng của dân tộc Khmer tỉnh Sóc Trăng, thăm quần thể Tháp Chăm của dân tộc Chăm tỉnh Ninh Thuận, được tham gia trải nghiệm làm bánh cùng bà con tại các làng dân tộc như bánh tét cùng bà con dân tộc Khmer, bánh ốc sen của dân tộc Sơ Đăng, bánh sừng trâu của dân tộc Cơ Tu, bánh A Quát của dân tộc Tà Ôi. Con cảm thấy đây là một buổi trải nghiệm rất là hữu ích, vì qua buổi trải nghiệm này thì chúng con cảm thấy rất là vui, đồng thời thì cũng mở rộng thêm được vốn hiểu biết của mình, và đặc biệt là cảm thấy là tinh thần đoàn kết của trường, của lớp, của tập thể tất cả các bạn học sinh trong nhà trường rất là cao, đồng thời các thầy cô giáo rất là sát sao với bọn con ạ. Hoạt động trải nghiệm một ngày đầy ý nghĩa đã khép lại với cô và trò trường Trung học cơ sở Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Qua chuyến thực tế, các em học sinh hiểu hơn về cuộc đời, thân thế sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Được tìm hiểu về các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam và cảm nhận nét văn hóa đặc trưng của từng dân tộc. Mặt khác, chuyến đi trải nghiệm được nhà trường tổ chức ngay khi vừa kết thúc học kỳ 1 và trong một không khí hân hoan đón chào năm mới Xuân Quý Mão 2023. Đã tạo động lực và khí thế rất lớn để cô và trò nhà trường tiếp tục hoàn thành và giành kết quả cao trong học kỳ 2, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2022-2023.